Hello, đây là động tiên nữ. Đâu này? Đây là cái nhũ đá đấy. Nước chảy ấy. Ta làm nước ở đây trong nhũ đúng không? Đây là các cái nhũ đá này. Đây giới thiệu các bạn, đây là người tiền sử đây. Các bạn nhìn thấy không? Cái khu này là khu người ta gọi là núi lửa. Đây là cái hang động này rất rộng. Ở đây là thuộc Tú Lệ, Yên Bái. Cái hang này nằm ở xã Tú Lệ. Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi tham quan tiếp. Đây là di chuyển ở trong các cái hang. Đấy. Đẹp không? Nước này sao là sạch? Sạch đi. Uống được mà. Ôi là la vi. Chắc chắn ở đây là có quay cái thẻ tôi thả. Khỏi đóng văng mà là nước nó chảy lâu ngày nó mòn nó tạo thành những giọt như thế, nó sẽ đóng văng hoặc là nước chảy đá mòn mà. Đây là bạn nước đây là đóng văng mà mình. Cái trong cái động này thì tôi đưa đến các bạn đến cái khu vực bên trong đó là khu tâm linh. Thì ở trong này có hai ý tượng các đầu rồng. Đây phía đây kia là hình rồng này, đây là mũi rồng này, đây là đầu con rồng. Đây còn bên này là con sư tử. Thế còn phía trên kia là các ngài Phật và các bạn ở đây rất đẹp. Thì khi các bạn đến Tú Lệ thì các bạn nhớ vào cái khu vực hang động tiên nữ này để các bạn tham quan, rất là đẹp. Nói chung là cái hang này nói chung là rất là rộng, tuyệt vời luôn. Và bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi tham quan tiếp. Đây là khắc mà, à cái này đặt vào, cái này. Kể cả khởi không biết mình đặt vào chứ. Đầu này cũng là mình tự ấy chứ. Đây, vừa ra đây mình sẽ ở đây đúng không? Ừ. Đây là điện nào? Ừ. Số tiên 2. Số tiên 2 đằng kia mà. Đây, số tiên 1. Đây, số tiên 1. Điều này cũng đi ra được rồi. Vòng tròn này. Ôi, con gì đây? Go on. We're here.